trên bến khi chiều nắng chưa phai. Người xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, thấp thoáng nơi đây đến chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chú Linh cho con ý kiến là có một cái lịch sử nào là đội nhà nhận xét đánh lạc hướng đội khách không chú? Có chứ. À, trời ơi. Trời ơi. Tôi nghi ngờ lắm. Nãy giờ là họ đang đi đường vòng mẹ kia. Bình thường nha, nó chưa bình thường. Nhiều khi bên kia đang có ý tốt rồi sao? Đúng rồi. Biết đâu được. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ai nì. Anh yêu em sao lại không nói ra hãy chàng. Đã thích em rồi anh hãy nói quá ai nì. Lòng này đã ngóng trông từ lâu. Mà đang trình diễn cái tiết mục này á, là Hamlet Trương là cái người hét lên đầu tiên nói là cái bảng số 1. Và bạn ở giữa phải không? Và là bạn ở giữa đó. Lúc nãy anh Quang Hà nói á, là nhảy chưa có thuộc bài lắm. Thường là ca sĩ tập trung hát nhiều hơn là nhảy múa. Trên bến khi chiều nắng chưa phai, người xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Thấp thoáng nơi đây đến chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Tiếng cười rộn rã chân hòa niềm vui say sưa. La 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá tràn bao ý thơ. Đang rất là phân vân về số 5 và số 4. Ban đầu á, là thấy cái cách hát xuất hiện và cái tay cử chỉ nhịp điệu và thấy y chang như có một cái thần thái giống như trong nghề, nhưng mà lại nhìn sang cái đoạn phút cuối á, thì lại bạn số 4 lại đạt được cao hơn. Cho nên cũng đang phân vân và hỏi ngược lại qua hai anh coi. Dạ tụi em là sẽ loại con Nhạn ra khỏi số chắc 6. Chắn là dạ, chắc đúng chắn rồi. Là tại vì là em nghĩ là bạn đã quên mất cái đoạn mà phải hội tụ lại với nhau về giữa sân khấu, thì bạn có một chút gì đó lúng túng trên sân khấu. Là bạn số 5 chứ. Bạn số 5 là bạn đứng ngoài cùng á. Đứng ngoài cùng, ban nãy là đúng số 5 rồi, là số 5. Đúng rồi đó. Số 6 cao nhất là đứng ở giữa đó. À dạ. Vậy mình đúng loại rồi, ban cái bạn đầu đó. Đã đứng ở giữa là số 6. Và so với đội chủ nhà là họ đang chủ ý là số 5. Nhưng mình thì mình sẽ không nghĩ là số 5 đúng không? Em nghĩ là số 4. Khi hát á, thì cố gắng để diễn đạt được giống như là ca sĩ. Thì không biết là cô có phải là ca sĩ hay không, nhưng mà nhìn thấy cái đoạn cuối không biết có phải là đang đánh lừa hay không, nhưng mà cảm giác là không phải. Với cả cái đoạn kết nữa, à, hai người mà là gần nhau ấy. Dạ. Là cái bạn ấy vẫn cái lúc hơi người, lúc vẫn hơi cao, vẫn nhìn xuống. Dạ đúng rồi.